À, cảm ơn đã nhớ. Ui, đánh gì? Thích đánh không? Đánh không? Đánh không? Ngại bọn mày quá chứ. Vô, WWE nè. Vô. Chạy lướt đồn. Chạy đi, chạy cháu luôn quá trời. Lướt càng nhiều càng tốt nha, họ tập trung ở một chỗ thôi nha. Vô. Có phóng lậu rồi. Xuống nè. Có phóng lậu rồi. Đi đâu vậy? Ngọc ơi, có phóng lậu luôn rồi hả? Kệ đi. Mà không có súng. Kiếm đi. Đang kiếm. Rồi, thấy. Bom. Phóng lậu. Có... Tao có lựu đạn nơi tao lòng nè. Tao còn có phóng lậu nè. Để nhau quá rồi. Đây đâu rồi? Đang nhìn. Tập hợp bên đây nè. Đến quá. Form up on me. Giờ còn ai này? Đúng không? Chủ ngon. Tập hợp qua bên đây nè mọi người. Ôi xin lỗi. Tập hợp qua bên đây nè. Zombie sắp xuất hiện rồi đó. 20 giây. Xuống. Help. Số mấy vậy? Số 4. Đâu rồi. Thay. 20 giây nữa hả? Rồi, đang vô nhà mày nè. Ra ngoài là bị nó. Tụi nó cắn á. Ui à. Cái này đi. Em nó lên được. Được. Đi chung mới sống sót được nha. Nó cắn là chết chứ không? Không, nó cắn gì chứ. Xuống đây nè không? Tao đã chơi mấy này bao giờ đâu trời. Nghe nó kìa. Bắn nó. Mày bắn méo. Ừ, em cũng có phóng lậu nè. Phóng lậu nè, không ơi. Đồ. Ai chơi phóng lậu vậy? Bắn đi. Anh đem gà đạn vô. Bắn phong lụn nó chết hết luôn ấy. Bắn phong lụn nó là chết á. Ôi, thằng nào cam cho hồi máu tí rồi. Hết máu rồi. Ok. Cam đi. Đừng cho, để mẹ mày khó chịu nha.
anh mày hít đạn nó chứ. Đây khó à, mới vòng một thôi à, bắt chịu ghê á. Ê hồi máu cái có chịu quá anh em à. Ý mà máu còn nhiều mà hồi chí con này mới khó chịu. Ý con nghĩ dài như đĩa còn mập này mập cút có dao. Có dao. Tao cũng có dao nữa. Tao cũng có dao. À! Má bố cầm dao đâm nó luôn. Hết đạn rồi cầm dao đâm. Trời sáng rồi, ra ngoài. Ra ngoài săn boss Ngọc ơi. Từ từ, hồi máu đủ máu mày. Hết máu. Đi bỏ tao, mình đây vậy? Đi ra ngoài săn boss nè. Săn boss kiếm đồ. Ra ngoài chưa? Có bình rồi đúng không? Cho bình ơi. Có, từ từ. Rồi đi săn boss nè hông? Kê tụi nó kìa. Kìa, nè. Cái đó là thuốc giải độc. Thuốc giải độc không? Ừ, là buổi tối đi ra ngoài không bị gì á. Đi săn bó đi. Qua đây săn mấy con mập nè. Mập chó đẻ. Đi, nó hút mày một cái là chết á. Ê, boss thì ghê quá. Đi chết chạy. Bắn ngay đầu nó không? Ê, nó hút tao. Con chó này khốn nạn như vậy. Chưa có được đèn. Ê chó, chó. Chó, chó, chó. Ê bạn cũng chết ta. Chưa từ từ mà. Bạn nó chết rồi á, có đồ rồi nè. Đậm đồ nè. Ê cho tao. Cho tao đi. Còn bên kia nữa. Dạ rồi, đợi em đi. Rồi ok. Số 2 đúng không? Có ai cần thuốc giải độc không? Thuốc không, giải không, độc không. Là buổi tối đi ra ngoài không bị dính độc á. Đêm thứ hai phải cần thuốc giải độc á. Chứ zombie nhiều lắm bắn không nổi đâu thiệt. Lên đi lên đi. Đủ quá đó. Thủ coi. Là nó chết rồi. Đồ cũng có đồ. Đang đi lên. Đâu? Anh đâu? Lên. Đâu? 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 Anh đi, đâu? Đi. Trên ngọn cây á, trên ngọn cây nhảy, nhảy qua. Không thấy. Đây nè. Đây nè. Ăn cái nào? Á, đồ chết mẹ rồi.
Đâu, ở đâu vậy? Cứu tao Tài ơi. Chạy vô. Cứu gì nữa? Từ từ. Trời tối nữa kìa. Nó kìa không trời. Không biết. Thôi chết mẹ rồi. Chết thiệt Tài rồi. Tài ơi cứu anh Tài ơi. Cứu được cứu đâu rồi. Thôi bỏ đi vẫn. Mẹ hết đồ ở đây luôn. Em có thuốc giải độc nè anh. Quay xét đi nè. Hết đạn mẹ rồi. Không có máu nữa. Anh Nobi Kim kết bạn với anh luôn. Nobi Kim. Ơ ơ ơ. Vãi. Chết mồ. Mất rồi. Gì cắn quá. Thật kìa hồi sau. Chết. Không lụt. Chết lụt. Thật kìa. Kìa kìa cứu nhanh. Cứu nhanh lắm. Có 5 giây à. Chạy đi Tài, chết rồi. Chết chắc. Tài ngu.